Lê Giang và Đặng Văn Lâm dành cho nhau những cái ôm. Ngay đi lấy lộc xinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto, nhanh lên, số lượng có hạn. Chào mừng các bạn đến với trận đấu giữa câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân vận động Quy Nhơn vào chiều ngày hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2024. Lúc này là đội hình ra sân của Maryland Quy Nhơn Bình Định cùng với các cầu thủ dự bị. Vâng, đây là Đặng Văn Lâm với một búi tóc khá là độc đáo. Lên cờ. Lên quỳ. Ngày hôm nay sẽ là một cuộc đối đầu rất là thú vị của hai thủ môn Việt Kiều, đó là Đặng Văn Lâm và Patrick Lê Giang. Một trận đấu rất đáng xem. Trong chương trình livestream vào trưa ngày hôm nay thì mình đã nhắc đến cái tên Patrick Lê Giang. Nếu trong một thời gian tới đây, nếu Lê Giang được nhập tịch chính thức, có quốc tịch Việt Nam, xin lỗi, thì trong một tương lai không xa, đội tuyển quốc gia sẽ có 3 thủ môn Việt Kiều, đó là Philip Nguyễn, Patrick Lê Giang và Đặng Văn Lâm. Lúc đó cuộc cạnh tranh xuất bắc chính ở đội tuyển quốc gia cũng sẽ cực kỳ là khó lường. Hello Toàn. Lúc này thì các cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu di chuyển ra khỏi khu vực phòng thay đồ. Họ dành cho nhau những cái bắt tay. Santiago Patino, tân binh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là Patrick Lê Giang gặp những người bạn của mình. Lê Giang và Đặng Văn Lâm dành cho nhau những cái ôm. Đề nghị đại biểu dự toàn đại khán giả tan nhiệt liệt chào đón tổ trọng tài cùng hai đội bóng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Maryland Quy Nhơn Bình Định. Thank you.
gái của Đặng Văn Lâm. Kính thưa vị đại biểu, thưa toàn khán giả về dự khai. Lấy lọc xinh xỉu khi mua 4 lọc sữa lốc Manto, nhanh lên, số lượng có hạn.